Ơi, chào bà con nông dân cả nước nha. Nay nông cơ Út tính lên con máy cắt cỏ Mitsubishi DLE27 26cc nòng 34 ly. Giá trong phần mô tả nha mọi người. Rồi để em quay xung quanh máy cho mọi người coi nha. Đó, máy nè. Rồi em sẽ nói máy có đặc điểm gì nổi trội hơn nha. Máy nè. Rồi, máy này là công suất là 26cc, nòng 34 ly. Nhật Bản. Có dập nổi Made in Japan. Đó, trong lốc nè. Lốc còn sáng nha mọi người. Chế quanh rồ. Hai kim chỉnh, hai họng gió. Nghe gió nè. Bình xăng lớn trắng nè. Rin đẹp, không bể vỡ. Chế quanh rồ nè, không biết giờ thấy được không? Đó, chế quanh rồ thấy không? Quanh rồ. Còn vỏ còn sáng, đẹp. Đó, bô nè. Đời mới nha. Máy này máy đời mới. Tiết kiệm xăng lắm. Thì máy tiết kiệm xăng nhẹ nổ, gọn nhẹ, bền bỉ. Nói về phần tâm nè. Tâm còn sáng nè. Đó, bình xăng nè. Trắng tươi nè, lốc sáng nè. Xăng rin. Nhúng vú còn sáng trưng nè. Đi đâu? Tay ra giữ. Hoa nó ốp đây. Đi đông này là dày dặn lắm nè, cứng cáp của con Yanma nè. Yanma này cần nó là tuyệt vời luôn. Đầu bò chống quấn cỏ nè, đẹp nè. Video tay ra giữ. Rồi để em bật máy cho mọi người nha. Đầu anh bật tắt xuống nè. Bóng nghe nè. Bóng nghe giật. Máy chạy cực kỳ êm luôn. Chạy đổ nè. Để lên ra cho mọi người nghe nha. Rồi, đó. Mở lại nè. Giật nè. Rất là nhẹ nổ luôn. Bỏ nhẹ nữa. Cầm phát cỏ là rất tuyệt vời luôn nha mọi người. Cầm kia qua nè. Máy này phát tiết kiệm xăng dữ lắm. Đời đen lợi TB không bằng nó đâu. Nó tiết kiệm xăng. Dạ dạ. Giá trong phần mô tả nha mọi người. Nếu mà ai mà chưa chọn được con máy ưng ý thì nhớ đăng ký kênh và theo dõi em để em ra những con máy mình thích á. Mình ủng hộ em nha. Rồi, chào mọi người.